Hi, mình xin chào các bạn ạ. Hôm nay thì Vinh lại đi thăm lại cái ổ chim Fico cả nhà. Thì ở trong này vậy. Vinh xin mời cả nhà cùng đi thăm Vinh nha. Đây, ổ trên kia. Ở trên kia, bây giờ Vinh quay lại cam sau nha. Đó, cả nhà. Đó, đấy cả. Đó, bây giờ Vinh sẽ vít chảy xuống. Cây này cũng nhỏ thôi. Đó. Ồ, nó hơi một tay ấy mà hơi khó đẹp nè. Đi xuống tới đây. Đang lần nè. Đây không có gì à? Mình không thấy gì à? Bám đây. Xa thật rồi. Có con này. Đây. Ủa, khó thấy. Đây, bên này. Xíu nữa. Quay cận cảnh cả. Ngủ mấy cái lá này. Ồ, hơi nghiêng rồi nè. Đây. Ôi, khó quá. Đây. Đây cả nhà. Sắt. À. Con lông ống rồi nha cả nhà. U, hai bé cả nhà. Ôi. Hai bé này hơi non. Bé trên thì khó thấy quá nè. Ấy. Thôi Vinh cách Vinh để lại đây. Tối quá. Thôi thì cả nhà, Vinh ghé lại mình thăm vậy thôi. Chứ Vinh cũng không bắt làm chi cả nhà. Vinh cũng để đây cả nhà. Đây kia nè. Vinh để lại. Chia sẻ cho cả nhà vậy thôi. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã dành chút thời gian quý báu để xem video của Vinh. Nếu cả nhà thấy video của Vinh hay thì đừng quên cho Vinh xin một like video, một đăng ký kênh để tạo động lực cho Vinh làm những video tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.